chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một cái món canh. Mà canh này mình nấu bằng bí đỏ nè các bạn. Thì cái này là cái quả bí đỏ mà mình chỉ mua có 1/4 thôi, vì cái quả của nó thì bự lắm, mà chỗ này khoảng cỡ 6 lạng thôi này. Mà như các bạn thấy này, cái loại bí này nó ngon không này, cái lớp cùi nó dày mà nó màu đỏ nè. Bí này nó cũng ngọt mà nó bở nữa nè, nó vừa dẻo mà vừa bở nè. Như vậy là khoảng 6 lạng bí ha. Còn ở bên này là mình mua khoảng 2 lạng tôm này các bạn. Rồi cái gia vị mà để mình nấu cái món canh bí đỏ với tôm tươi nè, thì gồm có cái này là hành lá này, còn đây là cái cây ngò gai các bạn. Mình sẽ sắc nhỏ để mình cho vô sau cùng, nó rất là thơm và ngon ha các bạn ha. Thì những cái gia vị mà để mình làm nữa là có nước mắm này, bột nêm này, bột ngọt này, và đây là tiêu. Thì đầu tiên á, là cái tôm này á, thì mình sẽ cắt đầu, mình bỏ đầu, bỏ chân và mình lột vỏ nha các bạn ha. Còn bí này á, là mình sẽ bào hết vỏ nó ra rồi mình móc cái ruột ra, và mình sẽ cắt những cái miếng này nó thành những miếng mà vừa ăn ha các bạn ha. Bí là mình đã gọt vỏ cho sạch sẽ rồi, mình rửa sạch và mình cắt nó ra từng miếng như vậy các bạn ha. Rồi còn bên này là hành lá với lại cái cây ngò gai á, mình cũng cắt nhỏ ra và mình cũng bầm củ hành tím ra để một lát nữa mình tao nè. Rồi tôm thì mình đã bóc vỏ ra, bây giờ là mình ướp vô tôm nha các bạn ha. Mình sẽ ướp vô khoảng một muỗng bột nêm nha, để cho cái tôm nó đậm đậm á các bạn. Khi mình nấu thì cái tôm nó vẫn còn cái vị đậm đậm. Và mình cũng ướp vô một xíu tiêu xay nha. Mình ướp xong mình để cỡ 15 phút rồi mình mới bắt đầu mình bắt lên bếp mình nấu các bạn ha. Bây giờ là mình bật bếp lên nè các bạn. Rồi mình bắt cái chảo, cái nồi sạch lên nè. Mình cho vô khoảng một muỗng dầu ăn ha. Mình thấy nó đã chuẩn bị sôi rồi, mình sẽ cho cái củ hành tím mà mình băm vào cái đầu hành á. Mình đảo ha. Đảo cho nó thơm thơm lên nè. Rồi mình sẽ cho cái số tôm mà mình ướp khi nãy vô, mình đảo ha các bạn ha. Mình đảo một chập thì cái tôm nó đã xanh xanh rồi nè các bạn. Thì mình chế nước vô để mình nấu ha các bạn ha. Vì mình nấu nó hơi đặc đặc đó cho nên mình cũng không có cần phải cho nước nhiều lắm đâu các bạn ha. Mình cho chừng này thôi. Rồi mình sẽ đậy nắp vô để mình nấu ha. Sau khi mình đổ nước vô thì nó đã sôi rồi nè các bạn. Bây giờ là mình cho bí vô các bạn ha. Khi mình cho bí vô nồi rồi thì mình cũng nêm nước mắm luôn này các bạn ha. Mình sẽ nêm khoảng tí này nước mắm này. Vì khi nãy là mình có nêm vô cái tôm á, khoảng một muỗng bột nêm rồi. Bây giờ mình nêm khoảng tí này nước mắm nha. Rồi mình lại đậy nắp lại, mình nấu chậm nữa để cho cái bí nó mềm nha các bạn nha. Sau khi mà mình đã cho bí vô được một chập rồi này các bạn. Mình nấu như vậy là nó đã chín bí rồi các bạn ha. Thì mình sẽ nêm vô thêm khoảng một muỗng bột ngọt nữa các bạn ha. Khi nào vậy mình là bột ngọt là mình nêm sau cùng. Và cuối cùng là mình cho hành lá cắt nhỏ với ngò gai cắt nhỏ vô này các bạn. Như vậy là mình đã có được một nồi canh bí đỏ nấu với tôm tươi thật là ngon ha các bạn ha. Mình tắt bếp đi nè. Đã sẵn tô đây nhưng mình cũng múc ra để cho các bạn xem luôn nè. Bí thì màu vàng, tôm là màu hồng hồng, rồi cộng thêm với lại hành lá với ngò gai là màu xanh, một cái màu sắc rất là đẹp các bạn ha. Chẳng những mình ăn ngon mà cái màu sắc nó đẹp nữa các bạn ha. Mình nấu ăn thường thường là mình phải kết hợp vậy các bạn. Nhìn rất là ngon luôn.
Thế là mình đã có được một tô canh bí nấu với lại tôm tươi rất là ngon. Mến chào các bạn nha.